Hello, mình là Hùng Kaiju 1m2. Nếu như bạn nào có nhu cầu mua app Free Fire thử một máy kim cương giá rẻ, có thể đến ngay với songakira.vn. Đảm bảo uy tín, chất lượng và tự động 100% với đủ các loại vòng quay các kiểu, có đa điều và có tỷ lệ trúng được ngay cả chủ shop đẹp trai. Cái gì đó dài 1m2 thì các bạn tự biết nha. Ok, hello và xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại channel Hùng Akira Mobile của mình. Và chào mọi người đã đến với một video nữa về Free Fire. Và như vậy thì cái hành động mà cưỡi ngựa sau khi nó được giới thiệu từ cách đây khoảng mình nghĩ là khoảng 4-5 cái OB rồi thì phải. Thì bây giờ chúng ta đã có được cái hành động này thật. Thực ra thì ngày trước nó là ở cái bộ đồ thôi, mình cứ nghĩ là nó sẽ không ra được đâu. Nhưng ai ngờ nó lại ra một cái hành động xuất hiện thật luôn. Nhưng mà hơi tiếc một cái hành động này nó lại không phải là cái hành động để mà chúng ta lắp được để trong map, mà nó lại là chỉ là cái để xuất hiện khi chúng ta gọi là vào, gọi là trong trận, hoặc là khi thông báo MVP các thứ kiểu thôi. Tức là khi chúng ta là người bắn hay nhất thì nó sẽ xuất hiện thôi. Nói chung là cái này thì địch không xem được, chỉ có đồng đội mình xem mà thôi. Nào, trước tiên chúng ta sẽ cùng quay kết quả hành động này để xem nó tốn bao nhiêu tiền các bạn nhá. Vừa vào tôi đã nhìn thấy có 3 thứ là tôi đã sở hữu là tôi thấy không vui rồi. Tại vì tôi biết chắc chắn là tôi sẽ phải quay lại mấy cái này. Không. Oh my god, may quá không phải quay cái quần kia. Vâng, quả hành động trông cũng khá là bố đời. Nếu như chúng ta mà mặc cái bộ cowboy thì có vẻ là đâu bố đời hơn nữa. Nhưng mà thôi kệ, nói chung là mình không mặc cái bộ này cũng được. Mình mặc cái bộ gọi là cổ điển của mình, trông nó chất chơi người rơi. Hùng Akira cưỡi ngựa bắn súng. Vâng, Hùng Akira làm tư thế cưỡi ngựa chuẩn như Lê Duẩn luôn. Đó, từ từ cho em thử ví dụ em xuất hiện coi nào. Thử nào. Ôi, bây giờ mỗi lần cái anh chạy vắt thì tít thằng kia, anh chạy đến thằng này luôn ạ. Vâng, bắn như thật, nhưng mà ngày xưa con ngựa là màu vàng mà nhỉ, giờ là con ngựa là màu xanh à. Rồi các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng test thử sức mạnh của kỹ năng Alok các bạn nhá. Như các bạn cũng đã biết thì thực ra Alok nó không hề thay đổi một cái gì cả, không phải là tăng sức mạnh lên và cũng không phải để giảm sức mạnh. Nhưng Alok mình nghĩ đấy là nhân vật duy nhất trên thời điểm hiện tại, mặc dù trải qua rất nhiều cái OB rồi không hề bị thay đổi một tí nào. Chắc các bạn cũng đều biết đó là Clue được thay đổi này, K được tăng sức mạnh rồi, các kiểu tờ lâm tờ lưa và Ngộ Không các thứ cũng thế, thậm chí là A124 luôn. Chrono chắc chắn rồi, nhưng các bạn có thể thấy đó là Alok, mặc dù là trải qua rất nhiều OB và các rất nhiều nhân vật mạnh lên rồi yếu đi, anh vẫn một mình như thế và vẫn như kiểu hồi mới quen. Người ta bảo là anh vẫn đẹp như ngày mà anh mất em. À nhầm, nhưng mà bây giờ thì không mất Alok, nhưng chúng ta vẫn có Alok như ngày đầu tiên mà mới ra game vậy. Vậy cùng test xem bây giờ liệu kỹ năng của Alok sau khi mà Chrono xuống bệ như vậy rồi thì nó có tác dụng hiệu quả không các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng xài Alok trong cái trận đấu này của chúng ta để test xem sức mạnh của Alok bây giờ B31 có đáng được sử dụng không các bạn nhé. Let's go baby. Rồi ok, chúng ta cùng vào làm nhẹ tí gọi là độc lang chiến, test thử xem là khi mà chúng ta được MVP thì nó sẽ hiện ra quả hành động cưỡi ngựa cầm M1887 như nào các bạn nhá. Rồi thì mình lại chơi quả độc lang chiến hai người thôi, tại vì độc lang chiến một người mình thấy em mình bắn nó áp lực quá các bạn ạ. À, địch nó đâu có nổi đâu. Bây giờ một thằng nó đỡ không nổi thì tôi phải cho hai thằng ra, có gì thì chúng nó cùng chia nhau sát thương, chứ không như thế này thì mình cảm giác thấy khổ thân các bạn đấy lắm. Ok, định vậy lắc máy, lắc máy, lắc máy. Ui, vai cả Linh đã bảo thật luôn á bảo. Ôi, hai khẩu M1014 chiến tranh xong một phát one shot luôn. Ôi trời ơi, đồng đội của tôi. Vâng, em chào anh ạ. À, anh ơi, cho em búp cú giảng hòa. Khó rồi đấy chứ. Ôi, và như vậy là hình như là Bảo đang đứng AFK chắc mẹ gọi ra ăn cơm nên là Bảo chết rồi. Được rồi, không sao nhá, Bảo chết cho game nó khó thêm nhá. Hùng làm quả cân 2 này, Bảo chuẩn bị tinh thần đi. Hùng cân cho Bảo biết thế nào là lễ hội. Đấy, ok, đơn giản. Ơ, cái định vậy tôi chết chắn rồi. Chết 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 ai ơi. Vậy cái đó đã chúng quan sát đến từ một đã nhập chúng một chúng quan sát M1014 đến từ Tuyên Quang. Vừa rồi người ta gọi đấy là cái khái niệm của sự lỗi kỹ thuật thôi các bạn ạ. À, chúng ta cùng làm lại nào. Thì nói chung là các bạn cũng biết rồi đấy, với cái trình độ bắn ở tầm đẳng cấp vĩ mô quân tầm cỡ gọi là thế giới như mình, phải đi bắn gọi là độc lang chiến với cả phải cho đồng đội chết trước các bạn ạ. À, hai bắn hai nó là hơi dễ. Tôi tính treo một ác bót cho đấy là tôi gọi là bắn 1v2 đấy. Nhưng mà thôi các bạn ạ, treo như vậy mất thời gian lắm. Cứ cho một thằng vào để nó chiêm ngưỡng được cái sức mạnh, nó chiêm ngưỡng được cái khả năng nó viết pro của mình, các thấy không? Bật Alok lên cái múa như kiểu là người chơi chiến ngay. Tôi múa có khác nào mấy anh vào quán bar mày cắn rocket 1 giờ xong rồi quẩy trên nền nhạc Vida Hay đâu. Trời ơi, viết pro quay một vòng tròn nó phải gọi là đẳng cấp. Nhất bạn rồi. Mà thằng khứa nào chọn đồ mà lại chọn đúng khẩu súng tủ của tôi thế này vậy ta. Cái định mệnh vai cả nồi à, em vừa một tự hủy với à, một quả lựu băng ạ. À, thôi là không sao cả, cuộc sống mà các bạn, ai phải có những sai lầm.
Thì dành cho những bạn nào mà thắc mắc rằng là Alok bây giờ ở trong OB này có đáng sử dụng không, và nó có mạnh hay không, nếu mà để so sánh với lại là Ngộ Không các thứ thì thằng này vẫn hay thế. Cái chuyện này bình thường. Được rồi, tôi không biết là thằng nào đã chọn đồ địch hay là đồng đội, nhưng mà nó chọn súng kiểu này là coi như là nó thách thức vào cái đang tính vào nó thách thức vào cái lòng tự trọng của mình rồi, để mình cất hai em nào. Bảo ạ, bạn đã đụng đến lòng tự tôn dân tộc của mình rồi, bây giờ bạn phải đi ra xong bạn phải tự hủy trước, sau đấy là để mình một mình cân hai. Đúng rồi Bảo, Bảo làm hết đi Bảo. Không, ý mình là Bảo chết đi Bảo chứ lộn. Bây giờ Bảo sẽ chết nha, mình sẽ làm một quả cân hai chỉ với AWM cho bạn xem này, để mình cho các bạn biết thế nào là lễ hội này. Đây, bây giờ hai đứa này nó chọn đó là MP40 và AWM đúng không? Mình cầm MP40 thì lịch quá rồi, chùm kéo tâm MP40 thì tuyên quang cơ mà. Sẽ là bên tôi phải vứt khẩu này ra. Đấy, đúng rồi, bây giờ các bạn xem. Ok, cái gì đây? Ôi giời ơi, bạn ơi, bạn đứng như thế thì có mà. Vâng, một người chơi hệ kiểu... thôi bỏ qua đi. Mình nghĩ chắc bạn này được tên là... có tên là Vua Trốn Tìm. Ui giời ơi, bật Alok lên quẩy, nó phải gọi là siêu nhiên. Mút chùn chụt liền. Các dân chơi cảm giác áp lực chưa? Độc lăng chiến, mẹ nó hơi bị khó đấy khi mà gặp Hùng. Rồi, ra cùng xem hành động cầm một tàn tâm bậy. Cái lồng que gì vậy? Một tàn tâm bậy đâu? Cuộc sống mà các bạn, ai mà chả có những sai lầm, ai mà đã chả từng có thời điểm rằng nhớ rằng không nhớ rằng cái độc lang chiến nó không hề có cái MVP. Mình cứ tưởng cái độc lang chiến nó cũng có cái cảnh mà chúng ta xuất hiện một cách hoành tạt tràng, nhưng không các bạn. Garena xinh đéo, Garán bảo là có cần gì con bà mày, và Garán quyết định là cho tôi mẹ ra luôn sảnh chờ, và thế là tôi đéo test được cảnh động cầm màu 887 rồi. Nhưng thôi cũng được, coi như đấy là một trận đấu để chúng ta làm lòng người thôi. Bây giờ chúng ta cùng vào chuyên mục chính này các bạn. Nhẹ nhàng tình cảm như đẩy xe hàng đưa em về trời. Ok à, các dân chơi ông ý ấy. Ui trời ơi, dân chơi đứng như thế này thì khác nào dâng miệng vào miệng mình. À nhầm, dâng mạng vào miệng mình không. Mình xin. Ui, đến thời điểm của chiến thuật rồi các bạn ạ. Định mệnh tôi quên không cầm quả keo Halloween để tôi chào đốc xưởng rồi. Mà bây giờ nó chỉ cho mình mua 3 quả thôi, đây áo cho mình mua thêm các bạn. Kể cả đồng đội cho eo được. Bây giờ tôi đang gọi là đánh tiếng với đồng đội bằng cách giao tiếp, bằng cách ngôn ngữ của người câm. Đó là tôi sẽ gọi là thể hiện bằng cái ngôn ngữ gọi là thất thể. Ừ, là chúng mày lên trên này. Ok, xin. Thế là tao với mày giao tiếp là lực thế các bạn xin. Trời ơi, hỗ trợ cho tao một quả kéo coi. Định công mạnh ở đó, nó hỗ trợ tôi, nó kê đầu tôi chào tôi là đủ rồi. 3 quả phải cần một thằng kê đầu nữa, hoặc là mút thêm một quả keo. Cái định mạnh nó nếu thằng nào trèo lên cùng rồi. Thôi xong các bạn, này tôi đành phải sử dụng chiến thuật nó gọi là điệu hổ ly sơn. Vâng, người ta gọi đây là chiến thuật dương đông kích tây, chiến thuật chọc chó. Và bây giờ tôi sẽ giả vờ đứng đây và sẽ có thằng nào đó nó trèo lên đây cùng tôi. Tôi sẽ giết nó lấy keo, hoặc đơn giản là thằng đồng đội trèo lên thì tôi sẽ bắt nó kê đầu cho tôi. Hấp có nhà bà Lý luôn các bạn. Rồi, nhân tiện thì cũng là đầu đố về chuyên mục mini game luôn. Thì ở trong video trước thì mình đã có đố các bạn là đố bạn biết là giữa con cóc với con ếch thì mình sợ con nào hơn, hay là mình sẽ sợ cả hai con như nhau. Thì câu trả lời đúng của chúng ta đó là Hùng sợ cả hai con đều như nhau nha các bạn nha. Con ếch với con cóc là giống nhau lắm nên thực ra là hai con tôi đều sợ. Và dành cho những bạn nào mà nghĩ rằng chưa biết tại sao mình sợ con cóc với con ếch, đơn giản tại nó sần sùi với cả là tại nó trông nó ghê ghê các bạn ạ. Thề tôi nếu mà dám động vào con cóc với con ếch luôn, tình dưng mà thấy con cóc ở trong nhà tắm cho tôi hét lên kiểu cứu ông vậy, kiểu như vậy các bạn ạ. Rồi xong, bè đồng đội của tôi mẹ mày bỏ rơi tôi một mình trên này, các bạn có thấy hối lỗi không? Trời ơi xin ơi, bạn có thấy tội lỗi khi mà bạn không cho mình một quả keo nào và bạn không hỗ trợ mình trèo trên này không? Được rồi, bây giờ mình sẽ chơi một cái chiến thuật là mình sẽ giả vờ trốn trên này các bạn ạ. Mình sẽ giả vờ như kiểu là mình đã trèo lên nóc xưởng rồi, để bọn team địch nó nghĩ rằng là mình đã trên nóc xưởng, và sau đấy là nó sẽ bị mất tập trung. Sau khi bọn nó mất tập trung và bọn nó không để ý nữa thì chúng ta bắt đầu gọi là đẩy xuống một cách gọi là cực kỳ tinh tế và như một ninja vậy. Đây các bạn nhìn này, tôi sẽ đi xuống như một ninja các bạn nhá. Chúng nó mất cảnh giác rồi, chúng nó mất cảnh giác rồi. Đấy, ok. Xuống đây đỡ mất máu tí các bạn ạ. Xuống đường kia mất nhiều máu lắm. Đúng kịch bản rồi. Nhẹ nhàng cuốn nhẹ cục máu đã rồi. Đi vào như một ninja nào. Sinh ra ở tại làng lúa nhưng thực ra tâm hồn tôi thì ở tại làng lá các bạn. Làng lá là gì? Làng của ninja trong Naruto chứ còn gì nữa. Thầy ơi. Ôi giời, chúng nó đi hết lên trên rồi. Chỉ có một thằng bên dưới thôi. Cơ hội. Đây, cơ hội đây rồi, bật Alok lên múa như kiểu răng lạc luôn. Nhà em không bắn bia nhưng răng lạc đó là nghề nha. Nào, nào, giờ như thế nào? Các bạn tính trèo lên trên nóc tìm mình á, mình dưới này cơ mà. Mẹ ảo thật đấy. Nào, làm nhẹ quả lựu đạn.
Rồi thì đây là tên của 5 bạn đã may mắn trả lời đúng ở trong câu hỏi mini game lần trước. Mỗi bạn sẽ nhận được đó là 230 kim cương. Và tất nhiên là được lên TV ở trong video của chúng tôi. Ok, cái định mệnh cái đó nữa, kéo chuẩn là vỡ đầu đó rồi. Định mệnh là anh Hùng A94 đề tư Quang Thiên. Vâng, dân chơi cầm khẩu UMP Buya các bạn. Đúng là UMP Buya luôn, nhưng khổ nỗi khẩu UMP Buya của tôi nó lại là khẩu phong cách. Còn khẩu này thì nó tên đúng là Buya. Và người ta gọi đấy là hàng fake và hàng real đấy các bạn ạ. Nhưng trong trường hợp này thì hàng fake nó là hàng Louis Vuitton, còn đâu là hàng real thì nó lại là hàng luôn vui tươi. Rồi xong, dân chơi này có vẻ là bắn không lại rồi. Bây giờ anh sẽ ra làm một tình huống 1 cân 3. Các bạn tin không, dân chơi này sẽ là một tình huống 1 cân 3 này. Đấy, tôi bảo mà 1 cân 3 nhưng mà chết thằng nào không thì tôi không nói nhá. Rồi, câu đố hôm nay của chúng ta như sau. Đây, bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết con hàng Alok nó có tác dụng như nào các bạn nha. Bút tăng tốc độ đẩy tới với một cách cực kỳ tự tin. Alok nó chỉ tác dụng khi các bạn sử dụng mấy khẩu tiểu liên hoặc là mấy khẩu shotgun nha các bạn nhá. Tại vì là Alok nó sẽ tăng tốc độ với cả là hồi máu cho các bạn mà thêm nó sẽ giúp các bạn bắn nhau ở tầm gần rất là tốt luôn. Cho nên là Alok nếu như mà để các bạn mà sử dụng cho OB này là cũng rất là ngon. Mình thì mình chỉ dùng Alok với Ngộ Không thôi. Bắn tử chiến thì mình thường ưu tiên Ngộ Không hơn. Còn bắn banh thường thì mình sẽ dùng Alok các bạn nhá. Đấy là bạn nào mà kiểu muốn dùng Alok và nghĩ rằng là Alok gọi là mạnh OB này thì đúng rồi đấy. Alok, Alok trong các OB dạo gần đây thì cứ mỗi lần mà Chrono bị giảm sức mạnh thì Alok lại mạnh hơn một bậc. Và chính xác ở OB này thì Alok là lại được nâng lên một tầm cao mới rồi. Anh lại được nâng bi rồi các bạn. Thì cái câu hỏi của video ngày hôm nay như sau. Đó là đố các bạn biết, bây giờ có hai hãng quán, đó là KFC và Jollibee nhá. Có hai hãng đều bán gà rán là KFC và Jollibee đúng không? Mình đố các bạn biết là đố các bạn, nếu như mà cho mình được chọn ăn ở Jollibee và KFC thì mình sẽ chọn ở quán nào các bạn nhá. Tức là ở thương hiệu nào đấy. Thì bạn nào đi ăn gà rán rồi cũng biết là KFC với Jollibee là nó khác nhau như nào đúng không? Đấy. Thì đố các bạn biết là mình sẽ thích ăn ở Jollibee hay là KFC hơn nhá. Cái này đúng kiểu dành cho bạn nào không biết thì đoán bừa thôi. Còn bạn nào biết rồi ấy thì kiểu các bạn ấy sẽ biết luôn câu trả lời là cái gì. Bởi vì là mình cũng hay đi ăn ở đấy lắm. Và lỗ mà mình không đi ăn ở hãng kia. Cho nên thành ra là các bạn chỉ cần mà biết cái là các bạn sẽ biết ngay là mình thích ăn cái bên nào hơn thôi các bạn ạ. KFC với Jollibee nó có sự khác nhau rõ rệt lắm các bạn nhá. Thì 5 bạn trả lời đúng và may mắn nhất mỗi bạn sẽ nhận được đó là 230 kim cương. Và được lên TV ở trong video tiếp theo các bạn nhá. Ôi trời ơi, chết cha tôi, mạng tôi bị lag rồi bạn, tôi bị lag. Tôi giả vờ tôi AFK để cho đồng đội chết. Để tôi gánh team xin ơi, tôi AFK rồi. Bạn cố gắng lên nhá. Thì đây, mình tin bạn mà, bạn cố gắng lên, mình bị AFK rồi này, bạn cái tim đi. Ơ, tao đùa thế thôi, mày cái tim tao à? Mày phải chết cho tụi nó cứu nhau để tán thêm 2 kill nữa chứ. Con mẹ nó vẫn hay thế hả rồi. Ok, tôi đợi không sao cả, tôi đã chứng kiến anh động MVP. Úi xôi, ôi, vâng, cao mồi ngựa phí nước đài, vâng. Rồi, chắc có lẽ video của tôi dừng lại tại đây thôi. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Và bạn nào yêu quý thì đừng quên để lại cho mình xin một like và một đăng ký nhá.